Các bạn ơi, mình đói quá mà bây giờ không có cái gì ăn hết trơn á. Mình ước gì mình có đồ ăn nha. À, mình thử ủng balashibo coi có không. Ủng balashibo. Wow, các bạn ơi, mình thấy có đồ ăn rồi nè. Ô, cái gì đây? Ngũ cốc dinh dưỡng của hãng BIFAST các bạn à. Cái này có thể, hình như là có thể ăn nước là ăn sống được. Mình sẽ mở ra mình ăn nha. Bọt quá trời luôn. Thơm lắm các bạn ơi. Nè, bên trong này. Này, mình sẽ đổ ra cho mình nha. Ngon quá. Nhìn ngon quá các bạn ơi. Mình ăn nha. Ngon quá bạn ơi. Bên trong này có bánh mì không? Cái gì giòn, cái bột. Bột này bột gì á. Ngon lắm bạn không? Ngọt ngọt giống Milo các bạn. Cái bụng muốn ăn giờ chùa Chào lên người nữa. có mỗi người nè các bạn. Ok mình sẽ muốn ăn nha. Ngon quá bạn ạ. Cho mẹ ăn thử không? Ok này. Ngon quá. Ngon quá các bạn ơi. Giòn như này nó ngọt. Ngậm thì nó ngọt nha các bạn. Nhai nó giòn như này nó ngọt không. Bạn ngon hết. Đừng có nói. Mình ăn cái đó bột mà không nói. Bây giờ đây uống nước không? Dùng nước để pha không? Nè, bây giờ cái này có thể dùng nước để pha nha các bạn. Ok. Thay nước để pha đi. Ui, các bạn ơi, mình đã có nước nóng rồi các bạn ơi. Mình sẽ đổ cái bột này vô nha các bạn. Ok. Mình sẽ lấy cái muỗng này mình khuấy nha. Wow, ra được một cái nước màu trắng với lại mấy cái bánh ở trên đây nữa nè bạn các bạn. Wow. Mình thấy nó đã đều rồi đó các bạn. Giờ mình sẽ uống thử nha. Hơi nóng á. Vậy mình sẽ uống từ từ thôi, chứ mình sợ hơi nóng không? Có một cái bất lợi đây nè các bạn, tại vì á mình ăn sống mình là mình sẽ có cảm giác vị ngọt, hay là nó bánh mì nó giòn, mà khi trộn với nước á thì bánh mì nó sẽ mềm, với lại cái nó cũng không còn vị ngọt nữa mà nó hết ngọt rồi, nó rất kiểu là cũng không ngon cho lắm. Đây con thích ăn cái nào? Con thì con thích ăn sống hơn. Nước này nó kiểu nó lạc lắm, nó không có ngon các bạn này. Mình sẽ ăn miếng cuối nè. Ok, mình sẽ để qua đây. Rồi. Tạm biệt các bạn, đi chơi ăn gì nữa. Tạm biệt các bạn.